Thưa quý vị, cầu Long Biên ở thủ đô Hà Nội đã trải qua hơn 120 năm khai thác sử dụng. Đến nay thì cầu đã nhiều lần được khôi phục, gia cố sửa chữa do chiến tranh phá hoại cũng như bị hư hỏng về kết cấu do khai thác. Thời gian gần đây thì mặt cầu liên tục xuất hiện những hố sâu sụt lún gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông bộ giao thông vận tải cho biết tổng công ty đường sắt việt nam đang kiểm định tổng thể để đề xuất giải pháp lâu dài trong đó có việc sửa chữa đồng bộ cầu long biên khi chỉ trong vòng một tháng đã xảy ra hai vụ thủng mặt cầu hiện cầu long biên do công ty cổ phần đường sắt hải hà là đơn vị thực hiện quản lý bộ giao thông vận tải yêu cầu phía công ty hồng hà cần tăng cường theo dõi kiểm tra trạng thái cầu đánh dấu ngay các vị trí sung yếu như chuyển vị biến dạng để kịp thời phát hiện xử lý các sự cố tăng cường các biển cấm tụ tập đông người, phương tiện trên mặt cầu, lối đi bộ hành. Công ty đã kiểm tra sơ bộ, đánh dấu các vị trí nguy cơ, sung yếu để có giải pháp xử lý lâu dài.